Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa Quốc hội, thưa đồng bào, cử tri cả nước. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên Cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, người đại biểu Quốc hội cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân. Sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn, không gì bù đắp được đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Để tỏ lòng tiếc thương, ghi nhận đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trân trọng mời các vị đại biểu Quốc hội làm lễ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính mời các vị đại biểu Quốc hội đứng dậy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xuống. Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chủ tọa phiên họp cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội. Kính thưa Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nghị quyết của Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị nhằm kịp thời thể chế các nghị quyết của Đảng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương bất thường ngày 16 tháng 8 năm 2024. Hôm nay,
Quốc hội khóa 15 khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Đến tham dự kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 hôm nay, về phía khách mời và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương. Về phía Quốc hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Khắc Định, đồng chí Nguyễn Đức Hải, đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương và đồng chí Nguyễn Thị Thanh, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tham dự và đưa tin về kỳ họp bất thường lần thứ 8 có các phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trong nước. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý và các vị đại biểu Quốc hội đã về dự đông đủ với kỳ họp. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thứ 8 bất thường của Quốc hội khóa 15 thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc và điều hành nội dung của kỳ họp. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa Quốc hội, kính thưa đồng bào và cử tri cả nước. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, hôm nay Quốc hội khóa 15 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đã đến dự phiên khai mạc kỳ họp. Xin trân trọng gửi tới quý đại biểu, toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa Quốc hội, kỳ họp diễn ra trong một ngày, thứ Hai ngày 26 tháng 8 năm 2024, tại Tòa nhà Quốc hội. Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận cho ý kiến về việc miễn nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, miễn nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để nhận nhiệm vụ công tác khác, phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp để nhận nhiệm vụ công tác khác, phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghỉ công tác, bãi nhiệm một đại biểu Quốc hội khóa 15. Quốc hội thảo luận cho ý kiến về việc bổ sung một Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và bầu chánh án Tòa án Nhân dân tối cao
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội. Sau đây, xin kính mời đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo về chương trình kỳ họp.